Su họ nói gì chưa? Nhớ không? Không quên nè, chị quên rồi, quên hết. Trời rồi. Ơi. Quên hết rồi. Nghe lời chị. Bình tĩnh, ai nói gì nói. Mấy đứa nghe lời chị được chức cao. Trời. Thật sự nghe nói cái không, thật sự em không có bên các thi. Nhưng mà cái bài hát thì cái thi hát hàng ngày nghe. Em nghe càng ngày càng hay, càng ngày càng lọt lỗ tai. Như bộ áo dài ngày hôm nay, xanh đọt chuối với xanh đậm rất là hợp luôn. Nhìn một cái là hợp liền luôn. Nói nghe nè, nghe nói là chị Cát Thi chuẩn bị làm đòn xong rồi dẫn mình. Trời ơi, không, mấy này nó chưa có biết nhưng mà em biết nè. Chị Thi tới dẫn mình đi du lịch ở Úc. Thì mấy bữa nay em đâu có, em không có diễn ở đây là vụ gì chuẩn bị làm đòn. Thôi bây giờ mình sổ mấy cái dòng loại này lẹ đi. Còn cái chuyện đó, một lát đứa nào nghe lời chị ngày hôm nay tưng bốc chị, mấy đứa được chức cao và vị trí đẹp trong chức cao đòn. Hả? Trời ơi. Không mà. Phải, chị tưởng đâu em giới thiệu, em nói khán giả đến ngày mà em khai trương chứ. Ừ. Chị, cái chuyện đó chuyện nội bộ. Bây giờ em thí nói dụ, nghe nè. Bây giờ em nói cho chị trong sao? Tháng này có một ai cũng biết hết trơn rồi, đâu có gì đâu mà phải nội bộ đúng không anh? Đúng rồi. Không, cái chuyện thì cả nước đều biết rồi mà. Không, chị nói gì chết. Ví dụ khán giả biết, chị biết thì không nói. Còn hiện bây giờ em chưa chính thức cái đoạn này chưa em chưa dứt cái này. Ừ. Em còn hợp đồng cái đoạn này chính thức chưa phải là của em. Chưa phải em còn đang làm đủ thứ chiêu chị hiểu không? Bây giờ chị nói cái rồi á, tự nhiên con Su nó nghe được là chết em hiểu không? Bây giờ em nói chị nghe nè, trong tháng này có một ngày rất là đẹp mà tụi ngày em nào em ngày rất là đẹp luôn, 16 tháng 6. Cái ngày đó là cái ngày sinh nhật Hương Nam. Nếu được chuyển giao qua cho chị. Trời. Thằng này thông minh, chị đang nghĩ. Ổn định không? Vậy chị có nhận nghe chị với Minh nữa không? Yên tâm, nếu mà chị làm việc tốt vẫn ok mà. Em sắp vị trí cho hai người. Bây giờ em nói nghe nè, hồi trưa này Su live stream nó là bán đoàn luôn rồi. Là có 20 triệu mà bây giờ chị không dành liền á, là con Lan nó dành đó. Không cưng, cái đoàn mà dành, cái đoàn mà đi mua lại làm chi, chị đâu có mua. Chị dùng trí của mình chiếm lấy. Vậy thì bây giờ chiếm liền đi. Thì bây giờ đang tỉnh miên. Chiếm liền đi. Cưng muốn vô không? Chiếm liền đi. Ý là chị đang tính mưu hiểu không? Người ta có đòn cái tính trí nữa. Phải tính. Không à, cái mưu nó cao lắm. Cái mưu chị giống như mưu gùa vậy, cao lắm đúng không? Cao trời ơi là trời. Nói vậy chứ thôi cô chú anh chị ơi, những cái dòng loại này quý vị ủng hộ nha. Một lát nữa quý vị sẽ biết từng trưởng đòn. Nhưng em hỏi cô khán giả có ủng hộ cho em hay không? Dạ. Quý vị khán giả ơi, nếu mà một mai nào đó Cát Thi làm trưởng đòn Hương Nam, quý vị suy nghĩ sao ạ? Nếu quý vị đồng ý cho ông hậu, ông hậu. Con này có vị trí đẹp, quản lý đội 2. Quản lý đội 2, trời đất ơi. Ủa, ai quản lý đội 1? Quản lý đội 1 là Minh Minh Trung. Chị vô chị làm gì? Chị cứ làm đào đầu VIP là được rồi. Đào nhất là được rồi. Cái gì? Sao em? Sao? Sao? Mấy đứa? Hình như là hôm qua nay em thấy chị nói nhỏ nhỏ thôi, nói nhỏ nhỏ đằng xuống nó nghe. Hôm qua nay em thấy chị tuyển đào, chưa có tuyển giọng ca bolero. Bây giờ em nè, chị cho em vô hát đòn chị nha. Thì bây giờ cưng phải ngày hôm nay cưng bây giờ đứa nào ủng hộ chị giơ tay lên. Khoan nhưng mà mình trước khi mình quậy đòn chưa bánh luôn thì nghe em nói nè, nghe trước khi chị muốn vượt cái đòn này, bây giờ chị đứng đây chị tuyên bố dõng dạc cho khán giả nè cũng như livestream biết chị sẽ làm cái gì nha. Tôi nói với lại mọi người trên livestream và khán giả ở nơi đây, tôi là từng trưởng đoàn Lô Tô Hương Nam là của Xuân Xu, còn em không có liên quan. Trời ơi, trung thành Hương Nam, làm Hương Nam, làm cho Hương Nam tới chết luôn. Bà đi ra, bà đi kéo, ra đây. Kéo các thi ra đây bà cho chị nè em. Bà đi ra đây. Dịnh lại nhà. Đứng yên. Sao vậy, tính lập đoàn hả? Trời có mời Xuân Xu qua với thi. Sao vậy? Nói cuối. Không, nếu mà bây giờ nói cho cưng nghe nè, cưng phải hiểu vấn đề. Khi nào cưng nghe chính miệng chị nói, đúng cái giọng của chị nói, thì cưng hãy lên án chị, thì cưng đó, xử chị sao cũng được. Bởi vậy bây giờ chưa có tin, đúng không? Đợi xíu đi ha. Bây giờ chưa có tin. Nè cưng phải nghe lời chị nghe không? Khi nào á mà cưng nghe chính miệng chị nói đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè mình cứ làm qua cái giọng loại này đi. Để một lát nữa cưng giải quyết cái vụ này, nếu đúng mà rồi. Chị đúng, cưng tôn trọng chị. Nói chung là lúc nào cũng tin tưởng Cát Thi luôn vậy ha. Vui vẻ rồi, bắt tay vui vẻ, xóa bỏ hận thù. Rồi, số đi thôi. Số. Nhích cái là bà ê. Cái gì nhỏ nói gì, nó gì nói con? Coi. Cái gì con, muốn, cái gì? Con muốn nói cái gì? Nãy giờ con muốn nói cái gì, con nói đại đi, cái bộ, gì con? Bộ biết cái gì hả? Nói gì nói cho nghe cho cô nghe coi. Cô Thi định lấy chức chủ đoàn.
Khoan, trời sao nó biết vậy? Con nói lại giùm một cái tôi nghe chưa rõ. Ủa sao nó biết vậy trời? Con nít là không có nói dối nha. Đúng nói rồi nha. Nói đi con. Cô Thê định lấy chức chủ đoàn. Trời ơi, trời ơi chị Thi, bịt miệng không kịp. Trời ơi tôi đâu có tin. Nhưng mà con nít nó nói. Con có bao giờ nói xạo không? Không. Con nít thì làm sao biết nói xạo. Thì lên đây giải thích rõ ràng cái chuyện thằng bé nói. Nó vu khống. Thằng bé này nó vu khống chị. Là hôm bữa chị bán vé cho nó, mà tổng cộng thì chị bán cho nó là 30.000 đồng một vé. Ừ. Nó đưa 31.000 chị quên thôi. Ừ. Rồi bây giờ bữa nay nó ghim chị đó. Có không con? Xuống đưa xuống cho con bé nói chuyện. Con một đối chất đi con. Phan sao con đừng có sợ. Ở đây có cô Su Su. Sao nói đi. Con nói thiệt đi. Không có. Trời. Không có. Vậy cái sự thật là cái gì con nói lại coi. Cô Thê định lấy chức chủ đoàn. Trời. Su em không tin chị hả? Em nghe lời người ta. Trời ơi trời, trong đoàn bao nhiêu lâu nay chị tính hãm hại tôi. Không. Trời ơi chị trung thành với em. Khi nào chị em thấy đúng cái cửa miệng chị nói thì em giải quyết. Đó là vu khống. Bây giờ vậy đi. Bây giờ lỡ rồi. Chơi luôn. Chơi như vậy. Chứ mà chị đâu có nghe các Thi nói. Chị đứng đúng. Đó em phải cho chị nghe một đoạn thu âm. Thu âm gì? Mày chị... phé tao. Nghe không? Cái gì con? Kìa. Nhỏ nó nói gì kìa. Nói cái gì nữa, nói cái gì nữa. Nói lại đàng hoàng. Cô Thi không có, nói đi, cô Thi không có. Con có đoạn ghi âm hồi nãy cô Thi nói á. Đoạn thu âm đó là đoạn thu âm nào? Thi ơi, nó là cảnh sát ngầm. Trời ơi, nó ghi âm nữa. Mọi thứ đều là hiểu lầm. Mọi thứ đều là hiểu lầm. Thấy chưa, đâu phải tại em. Bà gửi sao mà gửi ngay thằng nhỏ đó vậy? Tao gửi nó đâu, nickname nó là cu đen chấm cơm. Tao đâu có biết. Trời ơi. Tao tưởng là nít của Su Su hay là nít của mày. Thôi. Cu đen chấm cơm là nó, còn em là cu đực chấm vn. Một lát nữa tôi em sẽ giải quyết bà. Chị nói thiệt với em. Nè, cầm đi chô đi, tao đi bán vé. Mọi thứ đều hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm đúng không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Hương Nam là của Su Su. Cô Thi nói xạo kìa. Nó phản đối quá trời luôn chị ơi. Ai có đoạn ghi âm trong tay đưa cái điện thoại cho chị mượn. Có không? Thằng nhỏ đó nó gửi cho đứa nào rồi. Có ghi âm. Mở lên lát chị cho 50. Chứ ghi âm đó chị chưa được nghe nha. 50 đúng không? Đúng. Có không? Mở chị nghe coi. Ê xíu cho em 50 nha. Tụi bay có hả? Chút xíu cho em 50 nha. Sao tụi bay có hay vậy? Bả gửi cho em. Minh Minh Trâm. Chị nó phải em, phải em. Bà gửi cho thằng nhỏ. Cu đen. Trời ơi, nó thiệt với mày. Người ta vỗ tay gần. Trời ơi, tôi suy nghĩ hội hạnh phúc biết nhiêu. Đi ra tung hô. Các Thi là trưởng đoàn. Các Thi là trưởng đoàn. Nó đã vô cùng. Lúc đó ha, Su Su Thanh Nhã ha, tao đi cho mày coi. Thật sự, trời ơi, tao đi mày. Tao bắt dựng cảnh trí ha. Bây giờ dựng đẹp cỡ nào nha. Thanh Nhã mà nó dựng đẹp cỡ nào. Tao nói quỷ bỏ. Không có lấy này, tao phải bắt thay cái này đổi cái kia. Còn Su Su ha, bán vé ha, bán dù cho có hết đi chăng nữa. Tao nói thiệt với mày luôn, tao cũng bắt bán vé tiếp. Thay vì chị em kéo nhau xuống bán vé phải không? Tao chỉ cho mình Su Su nó xuống dưới nó bán vé thôi. Trời, tao nghĩ tới ngày mà tao hành hạ được trời. Đó. Sao nữa vậy? Không chị, cái đó cái ghế của trưởng đoàn. Cái ghế. Cái đó là cái vị trí trưởng đoàn cần đúng phải rồi. Ngồi đó Thi. Bữa nay là móc giùm bả một bên đi bữa kìa. Bữa nay là khai mạc luôn mà, bữa nay khai mạc đoàn mà. Trời ơi, có gì đâu chị Thi. Rồi, tụi em là cái gì? Chị sợ độ cao á. Không sao chị, không. Trưởng đoàn mà cái chức vụ mình cao là mình phải ở trên cao. Đúng không? Đâu có gì đó, đâu Thi rồi. Thi lên, rõ lên. Vỗ tay đâu quý vị. Rồi à, mấy bé ở trong ơi. Hả? Mấy em cứ chỉnh lên xuống khoảng 40 lần giùm chị.
Rồi trong thời gian đó là quý vị sẽ được nghe kêu số từ bây giờ tới 9 giờ rưỡi là các thi trên đó. Quý vị cứ xá thoải mái quý vị. Và trưởng đoàn chào đón trưởng đoàn mới các thi, một tràng tay thật lớn quý vị ơi. Hay quá. Và tân trưởng đoàn Hương Nam quý vị nha. Rồi và bây giờ mời một vị khán giả lên sân khấu quay số quý vị. Dạ mình sổ số thì các thi vẫn ở trên đó thôi cả nhà yêu ha, đừng có lo ha. Rồi có ai lên quay số quý vị ơi. Rồi vui lắm chị, vui lắm chị nha. Và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu giờ số lên xe. Xin mời anh nè. Hey hey yo, chưa đâu, chưa có xuống, lên chưa có đi. Xuống lên đi, đẹp quá à, bay đi chị đi. Mày chị ra, mấy chị đây, mấy chị đây cô, mấy chị đây, mấy chị đây cô, mấy chị đây. Tầm nhìn cao. Bây giờ cứ một câu lô tô là mình hát một tuần cải lương đi. Được, được. Trời không? Ơi, được. Được không thấy? Được. Thôi thôi, nó nghe. Trời, ác quá. Để đi, nó nghe nè. Làm vậy là ác phải không? Ác, ác. Phải không? Thì lỡ rồi ác luôn. Đúng lên rồi. Ác sống dài. Tém lại. Tém lại. Rồi giờ số cái gì ơi. Ngồi đi chị. Mây chị ra. Mây chị đây. Mây chị con. Mây chị ra. Giống ngủ mã bên này quá má ơi. Mây chị đây. Đấy vậy là dòng này là dòng 30 là dòng được hát dài phải không? Chị ơi. Ê, bây giờ dây nó bị kẹt. Trời ơi muốn cho chị đi xuống lắm mà bây giờ dây kẹt con rồi. Nó đang hái mận. Cái này giống hai cây trứng cá. Cái này được để cho chị. Rồi tiếp đi. Tiếp rồi, đi. Giờ số cái gì ơi. Xem đi ơi. Một lát mà thả cái thi xuống một cái ha. Hai cái háng tím riệm